Nói thật là tạng người của mình rất là dễ tăng cân, nên là chỉ cần ăn uống dầu mỡ một tí xíu là tăng cân rồi. Thì cái việc giảm cân giống như là một cuộc chiến vậy đó. Công việc nhiều rồi chồng con nữa, cho nên cái việc giữ dáng không có được. Đừng lo, đã có Olitas Tada 120mg với hoạt chất Olitas giúp ức chế việc hấp thu chất béo trong thức ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bây giờ không có ngán cái gì hết, nhất là dầu mỡ. Olitas Tada 120mg đánh bay nỗi sợ tăng cân, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.